có click vào đây ha. Từ tăng thì thường thường các bạn lưu ý là phải là kiểu in ha. Các bạn chọn vào identity nè, chọn yes, okay. Lưu nó lại, lưu cái bảng này lại. À, nó bảo cái lỗi này không cho lưu, thì các bạn lưu ý là cái lỗi này các bạn vào đây, vào tool, chọn option, chọn vào design, nó có cái prevent nè, ra chặn saving, bỏ cái này đi ha, lưu lại. Yes. Ok, cái lỗi đấy thì rất nhiều người gặp, không lưu được ha? Ha? Rồi vấn đề nằm ở chỗ này. Bây giờ ta làm cho bảng phân loại ha. Thì các bạn thấy là nó có hai trường, một trường này không phải nhập rồi, thì ta chỉ nhập trường này thôi. À, nó hơi ít đúng không? Có thêm một trường nữa cho nó nhiều nhiều, hơi ít nó xấu xấu. Có thêm một trường nữa là trường mô tả đi ha. Mô tả ha. Này va chạm các bạn để khoảng 500. Thế thôi. Lưu lại ha. Yes. Thì ở đây các bạn có hai trường. Thì khi các bạn viết code các bạn phải tạo một cái form. Đấy. Rồi, bây giờ ta sang ta viết code nào. Giả sử trang index ta có một cái liên kết để đi tới cái trang, trang gì nhỉ, trang phân loại ha. Phân loại. Phân loại. List chẳng hạn, danh sách chấm ASP. Đây các bạn click chuột vào phân, phân loại. Ở đây các bạn tạo cho cô một cái file là gì ạ? Phân loại list. Convert nó sang HTML5 như vậy. Ok. Rồi bây giờ các bạn đầu tiên các bạn phải tạo cái form để nhập insert dữ liệu. Form. Trong form tạo hai cột thôi, hai cột là tên loại và mô tả, đúng không? Text. Các bạn để name, text, tên, đúng không? Để cái placeholder. Rồi đóng thẻ P rồi, ok. Tiếp. Mô tả. Mô tả các bạn để cái thẻ gì ạ? Mô tả để rất nhiều, các bạn để thẻ gì ạ? Text area. Name bằng TXT. Mô tả. Placeholder. Thẻ này có thể đóng ha. Chưa? Thêm hai cái thẻ nữa là thẻ là button. Các bạn tạm thời để type bằng submit trước. Value. Nhập. Reset. Value là nhập lại. Thêm dữ liệu. Thêm đi ha. Cái này. Thấy không? Kích thước các bạn điền vào sau. Cái này kích thước thì các bạn muốn bự thì các bạn để row và column. Row là số dòng. Để 5. Column. Để khoảng 30. 30 dòng, 30 chữ. Hoặc các bạn chạy từ đây
F5 click vào nó sẽ ra phân loại. Rồi bây giờ cô sẽ nhập dữ liệu vào. Thì nhập xong các bạn phải, à xin lỗi, cái này là cái thêm, cô viết nhầm. Đổi. Cái này cô sẽ viết, cô viết nhầm, xin lỗi. Cái này đổi đó là thêm ha. Thêm. Ok, update. No, cái này vẫn ra cái list. Cái này vẫn ra cái list. Rồi. Để cô thêm cái phân loại list trước ha. Sorry. Xóa. Đây, có thêm cái phân loại list. Ok. À, lưu ý là cái list thì là nó là view. Lấy ra danh sách. Thông thường các bạn lấy ra danh sách thì thông thường nó sẽ ra một cái bảng. Hiểu không ạ? Cô chỉ các bạn làm, nên đầu tiên ta làm một cái bảng đã. Ta sẽ có mấy cột đã. Ba cột. Cột ID, cột tên loại và cột mô tả, đúng không? Ta sẽ tạo một cái bảng TR TH trước ha. Là ID cái này là tên loại và cái này là mô tả. Rồi một cột nữa, một dòng nữa là dòng dữ liệu, đúng không? TD. Dòng dữ liệu, dòng dữ liệu này thì được lấy từ database ra. Lấy từ database ra thì nó sẽ lọc. À, bởi vậy để trước tiên để lấy từ database ra, các bạn phải vào database server behavior, tạo một query code để có xét rs phân loại, trỏ vào connection, lấy từ bảng phân loại, tạo đi có xét rồi. Thì bây giờ các bạn làm cho có cái lặp bôi đen cái dòng này, bôi đen từ tr đến kết thúc tr, tại vì ta sẽ lặp theo dòng. Các bạn sẽ vào insert, các bạn chọn cái server template object. Đây, repeat. Chọn cái template object, các bạn chọn repeat region. No, object đầu view, tạo vào mô view đi ha. Anh này không có hả ta? Object database đâu ta? Cái phiên bản này nó hơi khác. Server side. Edit. Repeat table, no. Sao cái này nó ít thế nhỉ? Subscribe. Rồi cô lại vào cái insert này cô coi nha. Từ từ. Window, chọn insert. Rồi vào template. Các bạn vào comment, các bạn vào cái template. Chọn repeat. Chết rồi. Không có rồi. Không có thì làm sao? Không có thì làm sao? Ủa sao kỳ ta? Chết rồi, mất rồi. Cái phiên bản này không có, mất rồi.
Thôi không có, cô dòng này có viết code ha. Không kéo thả mà sẽ viết code ha. Thực ra thì đúng ra là kéo thả. Khoan, bố cái này cô coi đây có không? Binding. Không có. Kéo thả cái này được nào. À, bây giờ kéo thả cái này trước đi, xong cô sẽ viết code sau. Nắm cái phân loại ID vào đây kéo. Được chưa? Vào nhớ là binding nhá. Tên loại nắm vào đây kéo. Mô tả nắm vào đây kéo. Thực ra cái này nó chỉ ra cho các bạn một dòng cuối cùng thôi. Demo các bạn coi thử nhá. Ra một dòng cuối cùng tại vì nó không có lọc. Đây, giờ cô thêm một cái loại đi ha. Giờ thêm nè. Ở trên này cô thêm các bạn một cái đây. Trong cái caption này đi. À thôi, cái này cô để cái input A đi, href. Vào cái bảng là phân loại thêm ha. Thêm loại. Đóng thẻ A lại. Ok. Chạy cái này trước ha. Hơi bị khó ạ. If. Viết code ở trong này nữa ha. If. RS phân loại chấm not LF là end of file EOF. Cái này là not là phủ định ha. Nếu như nó không có, nếu như nó không có kết thúc, có nghĩa là có dữ liệu thì ta sẽ mới lặp thôi, không thì nó lỗi các bạn ạ. Cái này đóng lại. Rồi chạy cái này ha. Thì nó sẽ không bị lỗi đúng không? Không thì nó lỗi ngay, dư mất một cái. Dư cái gì đây? THTR. Ủa? Đây nè, mô tả. Đây, mô tả dư đây. Kinh không? Chưa? Rồi thêm loại ha. Thêm. Bây giờ ta phải thêm bằng cái này. Thì bây giờ cái code thêm loại đây. À, thêm loại thì ta có cái form rồi. Đặt tên form đi ha. Name F thế, phân loại. Cái này đi. Rồi bây giờ các bạn vào server behavior, các bạn tạo một cái request set, tại vì cái này nó bị lỗi, thành ra các bạn phải tạo một cái request set trước, cái gì đó, tạo ra một cái ha, request set trước rồi mới có cái kia, đấy, tạo cái này không có làm gì hết nha, để đây, rồi bây giờ các bạn vào đây, các bạn nhấn vào dấu cộng, các bạn chọn insert record, ok, rồi, ta chọn cái connection. Chọn form, chọn vào bảng. Bảng của ta là bảng phân loại. Sau khi chọn nhảy xong thì ta sẽ ra trang gì? Danh sách để xem. Đúng không? Rồi, tên loại thì nhảy vào tên loại. Mô tả thì nhảy vào cột mô. Mô tả. Ok. Nó sẽ tự sinh code. Và khi này cái request set này bỏ đi. Request set cái này tạo á, bỏ đi. Không có dùng tới. Không bỏ đi cũng được, không dùng thôi. À. Rồi bây giờ chạy nó, chạy lại nè, F5. F5 bây giờ nhập nhá. Tôi nhập nha, là ví dụ như là sản phẩm ví dụ như Samsung. À hay là Sony Vaio. Đấy, cái này các bạn nhập là đây là hãng laptop của hãng Sony. Thêm cái. Ô, khoan. Tại sao nó nhảy ra cái kia? Từ từ nha, các bạn vào đây các bạn sửa lại.
phân loại lít mà. À rồi ok. Phải ra cái danh sách chứ. Phân loại lít đúng rồi. Có nghĩa là có thể nó chưa thành công. Rồi ta qua lít ta chạy lại coi. Có nghĩa là chưa thêm lít thành công. Ok. Nhưng mà vậy lỗi ở đâu? Rồi ta select cái này có không nha. Sao cái gì của tôi nó bị đơ nè. Ta xem cái bảng này có chưa. Chưa có. Nghĩa là thêm chưa thành công. Thêm chưa thành công thì ta xem lỗi nó ở đâu. Có cách bắt lỗi. Ta vào tool server profile. Đấy. Xong để cô tạo một cái. Cô chạy, bây giờ chạy nhá. Đây, nếu cô chạy list. Cô chạy list F5 thì ở bên này nó sẽ chạy câu lệnh select. Select sao from phân loại thấy không? Rồi bây giờ cô thêm cái xem có ra không. Ở đây nó không có chạy gì nhá. Thêm nè. Cô 1111 đi ha, thêm. Đây cô không có chạy gì. Có nghĩa là nó không có vào database, nó không chưa làm gì database hết. Có nghĩa là code này chưa làm gì database hết. À lỗi ở đâu? Lỗi ở đâu? Bây giờ ta xem là nó có thể xảy ra lỗi insert into câu lệnh. Nếu nó chạy thì nó sẽ chạy câu lệnh insert into này. Ha. Bây giờ ta thử xem insert fully hidden đây. P action method là post input hidden insert là value cái này đúng rồi. Bây giờ cô sẽ có cách bắt lỗi như sau. Cô sẽ nó xem nó có vào đây không. Cô respond right. Chấm right. Cô in ra cái chuỗi là string này cô ra không. Xong cô okay. Xong cô respond.end. End thì nó dừng lại. Nó không chạy tiếp câu lệnh sau nữa. Continue. Khoan, rồi. Có thể bị lỗi rồi. Ủa sao có chấm phẩy mà sao bỏ lỗi ở chấm phẩy ta. Thiếu dấu mỏ móc tròn. Móc tròn ở đâu? À đây rồi. Undefined, tức là nó không lấy được. Không lấy được cái form này. Đây nè. Nghĩa là nó sẽ không lấy được cái này. Nó bảo undefined thành ra là nó sẽ không vô name value. Nó sẽ không lấy được cái này các bạn. MDE action edit request insert. Truyền form mà request insert không có ra là sao? Submit, reset, rồi thiếu dấu đóng này hay sao các bạn, đúng không?
được chưa? Thiếu có một dấu đóng thôi đấy, mới bị lỗi, hiểu không? Bây giờ có thêm cái 22 này, nhìn nào, 22 nó còn lấy có một cái thôi, cái hai được lấy đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ làm vùng lặp, bỏ cái này đi nhá. Bây giờ cô sẽ làm cái vùng lặp ở list đây. Thì ở đây cô sẽ không để, không cần để if, cô để while được rồi. Trong khi mà cái này chưa kết thúc thì nó sẽ lấy cái này. Xong đấy nó sẽ next. Chấm mover next. Đấy. Ra chưa? Next vậy đó. Ok. Trong khi nó chưa kết thúc thì các bạn cứ next vậy, lấy cái này là lấy dữ liệu ra. Đúng không? Thêm cái lấy. Bây giờ các bạn thêm là ví dụ như Sony. Sony. Đây là sản phẩm của Sony chẳng hạn. Thêm cái. Ra chưa? Muốn có border nữa thì các bạn ở đây các bạn thêm cái gì đấy? Border bằng 1, width bằng 50%, hay center align chứ không lộn, center để cân giữa, ví dụ như vậy. Con muốn cái chữ này ở giữa nữa thì để chữ center. Nó nằm giữa. Thêm vào đây, được chưa? Đấy, thì cái này được gọi là nhập dữ liệu động ha. Các bạn thấy làm hoàn toàn bằng tay. Chỉ có cái chỗ này là nó có bột một chút xíu này là tôi không kéo thả được. Tại vì cái mỗi cái tool ấy nó một kiểu. Giờ CS3 nó khác, CS6 nó khác, cái Dreamweaver 8 nó khác. Các cái đấy nó khác nhau thì thôi, mình không tìm không thấy thì ta viết code đi. Tại vì tự nhiên nó không ra. Code của một... thì tất nhiên cô cho các bạn kéo thả là để các bạn khỏi phải nghiên cứu code. Còn chỗ này các bạn cứ thế thêm vào thôi. Rồi bây giờ sao? Bây giờ nếu như mà sửa thì sao? Sửa thì các bạn thêm cho cô một cột nữa ở đây. Sửa thêm cô một cái cột nữa nằm ở đây. Thẻ A, href. Cái này sẽ là gì đây ta? Phân loại. Sửa ASP. Các bạn thêm cái chữ sửa đây. Xóa thì thêm cái nữa. Đấy. Nhưng mà cô làm sửa trước ha. Lưu ý cái sửa nó giống cái thêm. Cho nên các bạn copy Ctrl A, Ctrl C. Không thì copy lại cái này. Thêm cái nữa là phân loại sửa. Đấy, ta copy cái form nó lại. Bây giờ vào cái thêm này tôi copy lại cái form. Đấy. Xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Đấy, cái gì mà cái cũ của người ta xóa đi, cái này sửa thành cái gì đấy hả? Sửa đúng không? Đấy, cái bừ bừ tí. Rồi bây giờ các bạn cũng tương tự như thế. Cái này là sửa. Bỏ đi, em không cần. Cái này cũng không cần. Ok. Đây có phải là bảng sửa đúng không?
Thì sửa là bây giờ ta sẽ như này. Một, ta phải biết ta sửa thế nào. Thì bây giờ ở bên cái list, cô sẽ đưa cái ID vào đây. Tôi truyền cái ID vào đây để tôi biết sửa cái nào. Không thì nó không biết sửa cái nào hết. Thì cách làm sẽ là ở trong cái list, các bạn sẽ để đấy cái ID, các bạn chấm hỏi cái ha. Ở đây cô xem cái trường nó là phân loại ID, các bạn để luôn cho cô cái chữ phân loại ID vào đây. Bằng, hiểu không? Rồi nắm kéo vào binding, nắm kéo, nắm phân loại đi, kéo vào đây. Hoặc là copy cái thằng trên này xuống đây, hiểu không? Ngay ở sau dấu bằng ấy. Được, ok, bây giờ chạy lại list nè. Đưa nè. Có phải nhìn cái dòng cuối cùng ấy, có phải dấu số 1 cuối cùng không? Dòng cuối cùng ấy. Cuối cùng. Nhìn dòng cuối cùng. Số 1, số 2 không? Đúng rồi. Thấy không? Số 3 đúng không? Có ai nhìn được cái dòng cuối cùng không? Đó, thấy không? Số 4 thấy chưa? Nó thay đổi rồi. Khi tôi trỏ vào đây nó sẽ trỏ vào ID 1, trỏ vào ID 2 đúng không? Click chuột vào đây. Thấy chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ phải lấy cái dữ liệu ra theo ID. Tôi phải điền dữ liệu vào đây chứ. Thì cách điền dữ liệu như sau. Vào sửa. Cũng tương tự chọn cho một cái record set. New record set vào bằng sửa nè. RE phân loại sửa. Chọn connection. Chọn bảng phân loại. Tuy nhiên ở đây có lọc rồi, có filter theo phân loại ID rồi. Khi nãy là lấy hết không filter. Bây giờ lấy có một cái cho nên phải filter. Test một cái. Nếu cho một vô thì nó sẽ ra cái gì đấy? 111 đúng không? Ok. Rồi. Bây giờ nắm kéo. Vào design nhìn nó dễ hà, nắm kéo vào đây. Vào binding. PL sửa. Nắm tên loại, nắm vào. Phân loại ID thì không cần. Rồi nắm mô tả, nắm vào. Ok. Rồi, bây giờ lưu nó lại. Đấy, mô tả. Rồi, bây giờ chạy lại ha, F5. Có đúng 1, 1 không? Ủa, sao mất tiêu cái này rồi? Khoan, không phải. Cô bị kéo mà nó mất. Rồi, kéo xong mất luôn. Ctrl Z. Mất luôn cái input. Nếu không thì các bạn kéo nó vô value. Cô kéo cái nó mất luôn cái input. Đây, kéo nắm cái này kéo vào value. Đúng không? Còn cái này cái value nó là nằm ở giữa nè. Nắm cái này kéo vào đây. Chưa? Đây, biết chỗ nó lưu ở đâu, chạy lại. Đấy chưa? Rồi, ví dụ cái này là số 2. Sửa. Đúng không? Lấy đúng dữ liệu chưa? Lấy đúng dữ liệu chưa? Rồi, bây giờ mình sửa thôi. Sửa thì là như thế này. Vào form sửa. Form sửa form này. Xong các bạn chọn vào Server Behavior. Chọn cái này là gì đây? Update. Record. Connection. Chọn bảng phân loại. Sau khi sửa xong thì tôi ra cái list để tôi xem. Đúng không? Cái này sẽ vào phân loại. Cái này vào mô tả, đúng rồi. Ok thôi, rất dễ. Lưu nó lại. Chạy lại ha. F5 nè, chạy lại. Sony Wire các bạn sửa thành cái Samsung chẳng hạn. À, cái này là Samsung luôn. Nhấn sửa cái. Ra Samsung chưa? Được chưa? Kỳ dễ. Okay, sửa ABC gì đó. Sửa. Ra chưa? Ok chưa? ID là không sửa nhá. Sửa cái kia không sửa ID. Rồi bây giờ xóa. Thôi làm nốt xóa để về. Yên lặng. Yên lặng làm nốt xóa.
Cách làm xóa nào? Cách làm xóa nào? Cái bảng xóa thì các bạn làm giống bằng sửa. Vào list nè. Copy. Rồi đóng nó lại. Ở đây các bạn để là xóa ha. Sửa có một chút xíu thôi, còn lại giống nhau hết. Ở đây các bạn làm cho con một cái nữa. Phân loại xóa. Copy của anh sửa này. New đi, thêm đi. Rồi copy vào đây. Xóa action đi ha. Xóa luôn cái bảng câu dòng này. Okay. Rồi nhìn nào. Bước 1 vẫn phải tạo record set. RS phân loại, xóa ở connect. Phân loại. Filter nhé. Ok. Rồi. Sau đó nắm kéo vô. Bỏ placeholder đi. Thay bằng vé value. Cái này cũng bỏ placeholder đi, không bỏ không lỗi. Nhưng mà bỏ cho nó gọn, được không? Dữ liệu nắm vào đây, kéo vào đây. Phân loại thì nắm vào đây. Tên loại nắm kéo vào đây. Còn mô tả nắm kéo vào giữa này. Xong. Làm hoài riết thì các bạn sẽ thuộc cốt. Hiểu không? Rồi quá lít ha. F5 cái. Vào xóa ha. Chữ này sửa thành xóa. Chữ này sửa thành xóa. Ok. Rồi bây giờ xóa nào. Vào. Cái này chọn. Delete, recall, chọn này, connection, phân loại, xóa anh này đúng không? Sau khi xóa xong thì sao? Qua list để kiểm tra, ok, rồi lưu lại, chạy lại ha, F5 để xóa nè, xóa chưa? Nhưng trước khi xóa nên hỏi có chắc chắn xóa hay không? À, các cái này các bạn có thể ẩn nó đi, không cần phải show nó ra để xem thôi. Thì ẩn thì các bạn chọn cái này là read only. Đâu nhỉ? Cái này các bạn để là read only. Mờ chưa? Không có xóa, không có làm gì được hết. Để read only. Muốn mờ thì phải để gì? Disable. Muốn mờ thì phải là để disable. Nó sẽ mờ luôn cái form này. Read only là chỉ đọc thôi. Đấy, xóa. Xóa luôn.